Rồi chào anh em nha. Đấy, chào tất cả anh em đang theo dõi clip. Đấy, thì hôm nay bên em quảng cáo cho anh em cái dòng lò xo đĩa cho anh em sửa chữa vang. Đấy, dòng thì hiện tại bên em đang kinh doanh đang buôn cái mặt hàng này lò xo đĩa Movia. Đấy, có tên thương hiệu là Movia. Thì ở những clip trước thì bên em có quảng cáo cho anh em cái dòng lò xo đĩa là cũng dùng cho Movia nhưng mà kích thước lỗ nó to hơn. Đó, anh em bảo là vẫn xài ok nhưng anh em bảo là cái dòng này thì nhập thêm cái dòng lò xo đĩa mà khích trụ cho anh em. Đó. Thì hôm nay bên em đã có hàng về thì làm cái clip để mà đăng tải clip để mà quảng cáo cho anh em. Đó. Thì hiện sẵn tiện là quảng cáo luôn cho anh em ba cái loại lò xo đĩa cho ba vang thông dụng nhất trên thị trường hiện nay. Đó là vang Cricket, Superway và vang Dream. Đó thì ba cái dòng này thì rất được nhiều anh em ưa chuộng nên anh em sẽ nhập cái dòng lò xo đĩa này chính hãng của Đức về cho anh em sử dụng. Đây. Đó, thì hiện tại là bên em rồi, cái này để cái này trước. Cái này trước tiên là dành cho Movia dành cho van Superwell. Đây. Thì về được 5 6 gói gì đây cho van Superwell. Đấy. Thì đặt hàng thì người ta lâu gửi lắm thì mình đặt trực tiếp ở bên bên nước ngoài nên hàng nó lâu gửi nên hôm nay có hàng thì em sẽ quay clip lại để em quảng cáo cho anh em. Đó thì cái này ở những clip trước thì em đã quảng cáo rồi. Đó thì tặng tiện thể là quảng cáo kèm luôn với cái lò xo đĩa kia cho anh em luôn. Đấy. Hàng thì vẫn là hàng như vậy đó nha. Đấy, hàng thì Movia đây. Đó anh em xem kỹ nha, Movia. Đó, hàng này thì quảng cáo sơ thôi vì còn quảng cáo nhiều rồi. Đó, bộ 13 cái là cho van Superwell là 150 bao ship. Đấy, cũng 150 bao ship luôn. Đấy. Rồi. Đây là Movia này. Đây. Cái này là cho van Superwell nha, em sẽ để sang một bên. Rồi, cái này thì cho van Cricket và van Dream. Đây, cái hàng này cho van Dream này, đây. Đấy, và hàng này là hàng cho van Cricket. Đấy. Sang một bên. Đó, hiện tại thì bên em đang kinh doanh ba cái dòng lò xo đĩa Movia cho anh em sửa chữa van. Thì van anh em thuộc xài một thời gian thì van mới van cũ gì xài một thời gian thì cái lò xo đĩa sẽ bị đơ đi thì anh em mua cái này về thay thôi, thay là bảo đảm cho anh em là hồi áp lại ok như 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 như, như mới. Đây. Ngày trước thì bên này cũng bán thông số này nhưng mà cái này là bây giờ nó chỉ người ta sản xuất là chỉ chuyên dụng cho van Dream thôi. Đấy, còn cái hôm nay em sẽ quảng cáo cái chuyên về cái lò xo đĩa mà khích trụ cho anh em. Đây, thông số thì vẫn như mọi khi nhưng mà nó lại khác cái ở cái lỗ trụ. Lỗ trụ thì sẽ là 8,2 mm. Đây, là vừa khích với cái chân trụ là 8 thì cái này 8,2 là vừa khích với lại cái chân trụ của anh em. Đó, anh em yêu cầu thì có hàng đấy. Những anh em nào mà hôm trước hỏi thì anh em vào Zalo hay là gọi điện trực tiếp lại để mà đặt hàng lại nhận lại nha anh em. Bây giờ cái này em sẽ khui cái này thôi, còn mấy dòng kia thì em sẽ không khui. Đấy, chỉ chủ yếu là mấy dòng này thôi. Đó, hộp thoại người ta sẽ để hết ra đây. Đấy, bình như vậy là 200 cái này. Thông số thì vẫn như mọi khi nha anh em. Thông số sẽ vẫn như mọi khi. Đường kính ngoài 18, đường kính trong, đường kính lỗ là 8,2. 1.0. Là cái sợi mỏng của cái kích thước mà độ dày của cái lò xo đĩa. 1,5 nên cái này là độ vênh của lò xo đĩa. Đấy thì cái này thì anh em chơi anh em sẽ hiểu. Đó. Thì đặt hàng nó hơi lâu nên có hàng về là em làm clip cho anh em liền. Đấy. Đây. Em sẽ đo trực tiếp cho anh em để cho anh em dễ sử dụng. Cái này thì anh em nhiều anh em sử dụng rồi, ok rồi. Tay chắc chỉ là ok. Đấy. Cái này này 10 ở đây anh thấy chưa, đó đây là 10 này, đây là 10 nha, 9 này, 9 này, 9 không vừa này, 9 này, 8 này, đấy, 8 chưa vừa, 8,5 chưa vừa này, đấy, xuống xíu nữa, đấy, 8, 8,2 là vừa khít trục luôn, đấy. Thì đường kính thì vẫn như mọi khi nhưng mà nó chỉ khác về cái lỗ thôi, lỗ này là một này, cái sợi của nó là một này, cái đường kính nó cái độ dày là một này, còn cái độ vênh là 1.5. Đấy, độ vênh của lò xo là 1.5, anh em lưu ý nha,
anh em, khi anh em mà cái lò sưởi đĩa mà anh em về á, về sử dụng ấy, một thời gian nó sẽ đơ đi, nó còn một chấm cái độ độ vanh của nó sẽ không còn là 1.5 nữa mà là gọi là một đó, như vậy là hư. Còn cái này là mới này, đó anh em lưới này, 1.5 gần 2 này là cái độ vanh của lò sưởi đĩa. Còn đường kính ngòi vẫn như một khay thôi, là cũng là 18 thôi. Đấy, 18. Rồi, chuẩn lò sưởi đĩa cho anh em nha. Đây, cái này là trục trục của nó, trục là trục cái cách này, trục cái cách đây. Đó. Thấy chưa? Vừa khít trụ luôn. Đó, nó sẽ có một độ lỏng một tí thôi. Đấy, để cho anh em bỏ vào khỏi đụng cái sim, mắc cái sim này, đó. Đó, khi anh em tháo ra nó mắc cái sim này, thấy chưa? Đó. Rồi. Một bộ như vậy thì bên em vẫn bán như như giá cũ là 150 bao ship 9 cái, bộ cho van cà ri cái là 9 cái là 150 bao ship. Đấy. Đó, những anh em nào mà hôm trước mà đặt hàng hỏi thì hôm nay có hàng rồi, thì anh em vào Zalo hay là gọi điện để đặt hàng lại nha. Giá vẫn như mọi khi. Đó. Hàng đó, hàng này thì hàng chất lượng rồi, anh em cứ xài ok, bảo đảm cho anh em. Anh em mà lấy về mà test mà không sắp lại hồi áp và không có chuẩn thì anh em cứ trả hàng lại cho anh em. Đây, em sẽ trả tiền cho anh em luôn. Đó, bảo đảm cho anh em luôn. Còn lò sưởi đĩa thì nhiều anh em hỏi cách xếp. Đấy. Cách xếp thì bên em mọi khi là vẫn xếp theo cái thông số mà nhà sản xuất đưa ra. Đây là hai úp này, hai ngửa này. Thông số nhà sản xuất đưa ra thường thường là 9 cái, không 9 cái, 9 cái là cái phần nặng này, ba cái dưới này, ba úp, ba cái úp, hai cái ngửa, đấy, ba cái ngửa, hai cái úp. Rồi tiếp tục là hai cái ngửa, hai cái úp. Đó. Đó, mọi khi thì em vẫn xếp vào lò sưởi điện như này đó, thông số mà nhà sản xuất người ta yêu cầu là đó, là xếp như vậy đấy đó. Còn rất có rất nhiều cái xếp anh em có thể tùy biến vào xếp, tại vì anh em có thể xếp cách khác cũng được đó, tùy theo anh em, tùy theo app của anh em để. Rồi còn mà bộ mà dành cho van DRAM, DRAM thì nó sẽ khác nha, anh em lưu ý nha. Đây, cái này thì dành cho van DRAM. Van DRAM thì nó sẽ là 16 cái, lỗ nó to hơn. Đây, cái lỗ của nó to hơn này. Đây, em sẽ bọc cho anh xem. Đây. Đó, lỗ nó sẽ to hơn. Cái van DRAM nó sẽ lỗ nó sẽ to hơn cái van cho van cái nha. Đây, thông số này. 18 nhân 9.2 là nó hơn 1 ly này. Nhá. Nhân 9.2. Cái kia 8.2 là 9.2, còn này nhân 1.1.0, 1.0 là cái độ dày của cái lò sưởi đĩa, và 1.4 là độ vang lò của lò sưởi đĩa. Đó. Đó. Rồi cái này là dùng cho van DRAM nha. Van DRAM thì không dùng trong cho van cái cấy được nha anh em. Ngày trước thì van cái cấy dùng chung được, nhưng mà bây giờ bây giờ là van cái bây giờ là có cái dòng van cái nó nhập riêng rồi, là nó chỉ dùng cho van DRAM thôi. Hồi áp trình nói cái độ lò xo nó mỏng hơn. Nó mỏng hơn một tí. Cái độ vay nó mỏng, nó vay nó ít hơn một tí của cái dòng cái. Đấy. Rồi thì giá cả thì em sẽ em báo hiệu video đấy, anh em nào mà cần đặt hàng hay cần liên hệ thì cần đặt hàng thì đó, hay tham khảo thì cứ nhắn tin Zalo cho em hay là gọi điện cho em à. Báo luôn cái này cho anh em, cái này thì bộ này thì bộ cho van ở đây là 16 cái nha, 16 cái thì 220 bao ship nha. Đó, em lưu ý nha, em báo giá cụ thể ở hết video đấy. Rồi anh em cứ đặt hàng thì liên hệ cho em, nhắn Zalo hay là gọi điện trực tiếp đó, em đều xác nhận đơn và gửi đi cho anh em. Rồi ok, rồi chào anh em nha. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo.